Sáng ngày 22 tháng 7 năm 2024, tại trường tiểu học Phú Long, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Tòa án Nhân dân thành phố Sa Đéc đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự cố ý gây thương tích đối với bị cáo Lê Tấn Đạt, tên gọi khác là Cú Lì, sinh năm 2006, ngụ khóm Hòa Khánh, phường 2, thành phố Sa Đéc. Theo cáo trạng, vào khoảng đầu năm 2022, Nguyễn Nhật Nhân có cho ông Nguyễn Nhân Thi mượn một tài khoản trên mạng để ông Thi cá cược bóng đá. Sau khi Nhân tạo tài khoản xong, thì Nhân nạp vào tài khoản số tiền 28 triệu đồng để cho ông Thi tham gia cá độ bóng đá. Sau đó, ông Thi bị thua hết số tiền 28 triệu đồng nên Nhân yêu cầu ông Thi trả tiền. Đến khoảng 19 giờ ngày 21 tháng 4 năm 2022, trong lúc Nhân đang nói chuyện điện thoại có mở loa ngoài cự cãi với ông Thi thì bị cáo Lê Tấn Đạt là người ở chung nhà với Nhân đi chơi về gặp nên Đạt có nghe nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người. Khoảng 21 giờ cùng ngày khi Nhân hẹn gặp ông Thi thì Đạt đã dùng xe máy lén chạy theo sau mang theo một con dao dài khoảng 40cm. Khi đến nơi Đạt thấy Nhân đang đứng nói chuyện với ông Thi thì Đạt lao tới, lấy dao trong người ra, chém ông Thi trúng một nhát vào cẳng tay. Mặt cho nhân ngăn cản. Đạt tiếp tục rượt theo chém ông Thi nhiều cái, làm đứt lìa ngón tay cái, bàn tay trái. Sau đó Đạt ra xe chạy về. Trên đường đi, Đạt dứt bỏ con dao xuống con kênh rồi bỏ trốn. Đến ngày 27 tháng 1 năm 2024 thì Đạt bị bắt. Ông Thi được đưa đến bệnh viện cấp cứu điều trị với tỷ lệ thương tật là 64%. Tại phiên tòa, bị cáo Lê Tấn Đạt đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Tấn Đạt mức án 6 năm 3 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích và buộc bị cáo đền bù tổn thất tinh thần và chi phí điều trị theo yêu cầu của bị hại với số tiền là 100 triệu đồng.